Thưa quý vị, cứ hướng đến dịp 27 tháng 7 hàng năm, cùng với các cấp chính quyền địa phương, tuổi trẻ trên địa bàn thành phố cũng đã có những hoạt động ý nghĩa nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ. Và một trong những hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc đó là tổ chức giỗ liệt sĩ, ghi nhận tại xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang. Mới hơn 8 giờ sáng, các bạn đoàn thanh niên xã Hòa Phong và chi đoàn thanh niên tiểu đoàn cảnh sát đặc nhiệm số 3 thuộc Bộ Công an đã có mặt tại nhà mẹ Việt Nam Anh Hùng Nguyễn Thị Cử, cùng nhau chuẩn bị mâm lễ chú đáo để dâng lên các liệt sĩ với tất cả lòng thành kính sâu sắc. Mẹ Cử hiện chỉ còn lại người cháu ngoại gái duy nhất lo hương khói cho bà và ba người con của mẹ đã hy sinh. Thấy đoàn thanh niên và cảnh sát đặc nhiệm quan tâm, tôi rất là cảm ơn. Tại vì gia đình không cầu ấy, mấy năm trước là cũng có đơn vị tới giỗ đoàn thanh niên ở thôn, đoàn thanh niên ở xã tới lo giỗ. Là thế hệ sinh ra và lớn lên sau chiến tranh, chỉ biết sự hy sinh mất mát của các thế hệ đi trước qua từng trang sách giáo khoa, nên khi đến nhà mẹ Việt Nam Anh Hùng Nguyễn Thị Cử tham gia giỗ liệt sĩ, chứng kiến di ảnh của mẹ và ba người con trai đã hy sinh vì nghĩa lớn để đất nước nở hoa độc lập, kết trái tự do. Nghe kể về sự ra đi của ba liệt sĩ khi tuổi đời còn trẻ, trong lòng của hầu hết các bạn đoàn viên thanh niên đều dấy lên niềm tin yêu kính trọng về đức hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ. Về chứng kiến cái gia đình mà có ba người con liệt sĩ, mẹ là mẹ Việt Nam anh hùng sáng hôm nay thì thật sự bản thân tụi em rất là xúc động. Xúc động vì những cái nghĩa cử hy sinh của các bà, các mẹ, các anh đã hy sinh không tiếc máu xương của mình để bảo vệ cho nền độc lập tự do. Đây cũng là một cái hoạt động mà để giúp cho cái thế hệ thanh niên của đơn vị nói riêng cũng như là của thanh niên trên địa bàn xã thấy được công lao to lớn của những thế hệ đi trước. Cái người mà đã bảo vệ đất nước để cho chúng ta có cuộc sống ấm no hạnh phúc như ngày hôm nay. Giỗ liệt sĩ, nét đẹp của đạo lý, ăn quả, nhớ người trồng cây đã và đang được tuổi trẻ Hòa Phang dâng lên thành những hành động cách mạng cao đẹp nhân dịp kỷ niệm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 hàng năm.